không ai. Không phải con em bé. Mọi người thấy không? À, gì cái gì? Nấu ăn mà chị em có đứng ngồi thế này đây, bắt anh em nấu được. Chứ gì nữa? Không, không không, nhưng mà đây là anh em ra. Tôi được có nửa mặt vậy không? Kéo xa ra. Anh em mà chỗ tay nấu cho chị em ăn. Bây giờ để xem anh em nấu thế nào nhá. Đây trai đẹp, trai đẹp này. Trai đẹp và đưa đường chứa từ từ. Để đó vàng hẳn nó chứa chứ nó bị nát đấy. Này anh kia ra ngoài nhá. Không phải của bà mà anh nhá. Sao hỏi là anh ra hỏi mình với việc tìm cao chứ anh ăn gì sao vậy? Trai đẹp nó món gì đây trai đẹp? Cá sốt phi lê anh ạ, cá phi lê sốt. Cá gì? Cá riêu hồng phi lê sốt. Riêu hồng phi lê sốt này. Tặng ta chị em phụ nữ. Chị em bây giờ là chỉ có đứng nhìn, đứng chỉ tay năm ngón gì anh em nấu thôi, tí nữa coi món ăn thế nào để thưởng thức thôi. Ông Hoàng đây, ông quay của tôi nhỉ? Tôi không quay nhiều đâu ấy. Cái gì đấy? Cái món gì? Không, cái này là làm trên hội nghị là không nên. Chỉ đi ra ngoài đi làm cơ sở thôi. Quay bài rồi vô tư luôn. Thêm nước nữa. Chó đi ra mà về chó sao? Kệ nó. Không con gà chưa? Chết cần chưa? Đâu bảo đi ngâm lên mà. Hả? Ba lưỡi. Sao chó con này? Thằng Quyết nó kêu ngâm đi xíu gì đó. Ngâm cái gì nữa? Đem luôn cái hôm nay đó. Thôi được rồi. Vậy ngâm con gà nó mới chín chứ. Trời ơi. Gà. Thế nào, tay chân thế nào, mười ga cũng lên. Đây là anh tổng đạo diễn đang chỗ tay anh chuẩn nhá. Chẳng lấy được không? Bây giờ còn cầm đi mình dùng thôi, nào chẳng được. Không, anh chẳng vô nữa thôi. Thì mình dính vào, mình nào dính vào đây. Cái cây nó ba củ đồ để đâu đây, quan bản là cái điện thoại thôi. Nhiều chắc cái nấu ăn ngon đúng không? Nhìn là biết rồi. Mẹ cái chân lỗ muối nhiều vô nghe mày. Tí như sao mới là gà luộc này. Chắc hả? Cải lâm bỏ nem đó. Bỏ trong thì cắt để bỏ trong.
ba cái à? Ba cái, ba mâm. Thì mỗi mâm thử thôi. Mỗi mâm cái chứ. Thì ấy, mỗi mâm thử ý nó là các món nhiều món đây. Mâm nhỏ tí cái bòn ở giữa xong rồi còn đâu. Giang công cấp chuỗi em là gọi là Giang công cấp. Phòng của em là 19 người nấu từ ngày hôm qua đến giờ cho một gia đình hiện đại 4 người ăn mà bây giờ như là gà mắc tóc ở trên. Buồn cười quá. Hả? 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 19 người nấu 4 người. Chúng nó nói. Quá. Tao nghĩ anh em đâu muốn chị em trình bày mấy cái có hai cháu con nhỏ mà không hí sữa đâu mà thấy một chai sữa. Không có cái cui. Nhiều chai đó. Luộc cái sơ để cho nó xanh để thái đó. Cái phòng đinh của cơ quan mà ông phải lăn tăn nhỉ. Cái phòng đinh cho cơ quan mà ông phải lăn tăn lần này nó làm gì nhiều mà làm nhiều quá. Lúc đó tình định nhắn ông Trung. Chí ơi, không có đĩa tròn nào chí ơi. Hả? Tại vì trên áo to đâu cái gì à. Lấy hết chúng đây đằng nào sắp vào đây 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 chứ. Để đi chặt gà. Để làm gì đấy?
2 giờ thì các chàng trai đã làm được khoảng món ăn như thế này đấy mọi người. Mình cũng đâu phải là thua chị em phải không? Quá đẹp luôn. Sao rách mua rách đồi rách trước đi. Còn cái món này nữa với chị này. Bị ghê quá. Cái này là dấu ấn của nữ này. Cái này là dấu ấn của nam làm. Đèn thế. Lấy ra bên này phải tắt đèn nữa cơ. Nấu cho các chị ăn. Kỹ thuật chứ phải đùa đâu. Đường ở menu đẹp. Mấy chục người vậy? 30 người. 30 người. Nhưng mà hơi thiếu 4 người. 10 người đây thiếu 2 chén nè. Hả? Anh đâu?